hàng xóm quý quá của nhà em đấy các bác a à, kinh sợ trẻ con nghịch ngợm vào nhà mình mà giờ mà làm quả trong sắc thấy ghê người không cả con ngõ người lớn trẻ em vô chơi đi lại cả ngày trên con đường này lỡ rủi ro đâm phải thì sẽ như thế nào nhỉ đây là chia sẻ của một cư dân mạng kèm theo bức ảnh chụp hàng rào sắt được dựng gần bức tường theo lời kể thì một hộ dân đã dùng cách này sẽ ngăn những đứa trẻ con nghịch ngợm ở khu vực gần đó hàng rào có nhiều mũi sắt sắc nhọn. Tuy nhiên, hình ảnh này khiến người ta thấy ghê rợn gì quá mức nguy nan. Trẻ con đùa nghịch, người lớn sơ ý xảy ra đụng phải thì đúng là hậu quả khó lường. Nhiều người cho rằng nếu câu chuyện kể kia là thật thì người hàng sống cực kỳ ích kỷ. Chỉ biết tìm biện pháp để cấm trẻ con nghịch ngợm chứ không lường được những nguy năng rình rập nếu như có ai qua phải những mũi nhọn đó. dù dành cho mục đích gì thì rõ hàng rào sắt nói trên là cực kỳ nguy nan dễ ảnh hưởng đến cư dân sinh sống ở khu vực bao quanh đó